rồi, cho con Thúy Nam Bon xin chào cô chú chị và các bạn nha. Hôm nay mình cũng quay chia sẻ của chú chị các bạn xưởng đang lên đóng con máy xới và lái một lần con mới luôn nha. Đây là cái đùi của Liên Hợp nè, đùi của Liên Hợp là mới gắp được cái dàn nhông nhông với dưới đùi và cái ở sau cái chỗ để ngồi lái một lần đó. Còn đây là cái hộp dây sên nè, hộp dây sên. Còn đây là cái dàn cách xi của nó đây. Dàn cách xi này đặt máy 4 nha các bạn. Cách xi đặt máy 4 á. Nó cứng cáp rồi. Gọn hơn. Rồi chừng nào lên cái khâu nào mình quay tiếp con ấy nha các bạn. Bọc vô các bạn ơi. Đây các bạn, bây giờ đã hoàn thành được 80% bạn. Còn gắn dây ben và sơn nữa là xong nha. Con máy này đó, bây giờ qua lăng nè, gắn cái kiếm sau là bánh sau, gắn cái tì nè, tì lên thì xuống, tì lái nè. Qua lăng này là gắn xong nè, môi nè, còn máy xế tay lái qua lăng này là đóng mới luôn nè, đóng con máy mới luôn nha các bạn, chứ không có sửa nâng cấp gì nha. Đã lên hành xong rồi đó. Rồi mình cũng để lại số điện thoại trên video, các bạn có nhu cầu thì xin liên hệ đến xưởng nó đóng máy đặt máy nha. Mình chúc các bạn ngày mai tốt lành nha. Mình kết thúc video đây, bye bye.